Okay, hello Hồng Anh. Hello, teacher. Are you today? How are you today, Hồng Anh? I'm good. Okay, very good. Okay. Now, hôm nay thì mình sẽ học sang một cái unit mới, một cái bài mới Hồng Anh nhá. Được chưa? Nay mình sẽ học. Yes. Nay mình sẽ học sang đó chính là unit 14. Đợi cô một chút. Đợi một chút cô chia sẻ màn hình nhé. Cái file của cô đang hơi bị lỗi. Ok. Nào, trước khi mà vào bài thì cô hỏi con nhé. Nếu mà con muốn nói là tôi vui vẻ thì con sẽ nói là gì? Tôi vui vẻ. I'm happy. Đó. Thì còn khi mà con buồn thì con sẽ nói gì? Buồn tiếng Anh là gì? Sad. Chính xác. Thế vậy tôi buồn. I'm sad. Chính xác. Đúng rồi. Ok. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học một bài liên quan để mình học cách thể hiện cảm xúc nhá. Để cho vui, buồn, tức giận, vân vân. Để cho thì hôm nay mình sẽ học nhá. Lúc đó thì chưa rồi cái file của cô nó bị lỗi từ chiều đến giờ. Đợi cô một chút nha. Được chưa? Có Hôm nay thì mình sẽ học liên quan tới những cái gọi là từ trái nghĩa. Được chưa? Thế vậy to trong tiếng Anh là gì? To tiếng Anh là gì? đó To, lớn ấy. To lớn tiếng Anh là gì? B Bé nhỏ. Bé nhỏ. small À, đúng or tiny. không? Oh, tiny, đúng rồi, rất là tốt. Tiny kiểu tí hin ấy, bé tí ấy. Được chưa? Thì người ta gọi là tiny. Được chưa? Nào, cô chia sẻ màn hình cho con. Vẫn chưa thấy màn hình. Nó lại bị lag, còn hôm nay Zoom của cô nó bị làm sao ấy. Cô dạy mấy bạn từ chiều đến giờ đều bị. Được rồi, được rồi. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Chưa đúng không? Chưa. Dạ. Rồi, con nhìn thấy chưa? Chưa. Chưa? Được rồi. Okay, now we come to unit 14. Big, small, happy or sad. Hồng Anh đọc cho cô nào. Big, small, happy or Small, happy or sad. sad. Ok, very good. À, con dịch cho cô. Con dịch cái chủ đề học này cho cô. Dịch xem nào. Tớ nhỏ vui vẻ hay buồn. Đúng rồi, giỏi. Ok. Được chưa? Giỏi lắm. Nào, chúng ta sẽ có các cái tính từ mà mình cần phải nhớ ngay như sau. Đọc cho cô này. Long. Long. Đọc đi cô. Long. Short. Short. Được chưa? Long có nghĩa là gì con nhỉ?
Long có nghĩa là gì? Dài. Not short có nghĩa là gì? Short. Short. Ngắn. Dạ, đúng rồi, rất là giỏi. Tiếp tục này. Big. 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 Tập đi. Big. Đúng rồi. Big có nghĩa Big. là gì? To. Small. Lớn. Small. Small. Nghĩa là gì? Có nghĩa là nhỏ, Đã. bé. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có các từ sau đọc cho cô. Old. 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 Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì nhỉ? Già. Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục này, new. 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 Có nghĩa là gì? Mới. Chính xác. Tiếp tục này, dirty. 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 Có nghĩa là gì? Bẩn. Bẩn, đúng rồi. Và clean. 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 Có Clean. nghĩa là gì? Sạch sẽ. Đúng rồi, chính xác. Nào, đọc lại cho cô các từ nhé. Old. Old. New. New. Dirty. Dirty. Clean. Clean. Rồi, tiếp tục nhá, đọc cho cô này. Beautiful. 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 Nghĩa là gì? Beautiful. Đẹp. Đẹp, xinh đẹp, chính xác. Tiếp tục này. Ugly. 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 Nghĩa là gì? Xấu xí. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Tiếp tục này. Happy. 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 Nghĩa là gì? Dạ. Vui. Happy có nghĩa là gì? Đã, vui. Vui vẻ. Sad. 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 Sad nghĩa là buồn. Chính xác, Bá. ok. Đọc lại các từ này cho cô nhá. Beautiful. Beautiful. Ugly. Ugly. Happy. Happy. Sad. Sad. Đúng rồi, giỏi. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Mình sẽ đến một cái bài tập. Được chưa? Ok. Nào, what can you see? Trả lời cho cô Hùng à, Hùng Anh. What can you see? I can see those items. Yes, what items? What item? Which items? A computer, a Computer. sock, Okay. a telephone, Okay. and a dirty trouser. Okay, very good. Đã tốt, đúng rồi. Okay. So Teacher. what color are the trousers? What color are the trousers? Teacher, teacher. Sao con? Why the trouser is dirty? There is a paw print. What? Why the trouser had a dirty paw print? Why are the trousers dirty? Why are the trousers dirty? Tại sao quần lại bẩn đúng không? Okay. There's many puff Okay, prints. can you see some steps on the trousers? Can you see some steps? Some animal steps. Con có nhìn thấy những cái dấu chân động vật ở trên cái quần này không? Hả? Yep, it's a dog. Yeah, maybe it's a dog. I think their trousers were stepped on by some animal. Yeah. Cô nghĩ là con cái quần này nó đã bị dẫm lên bởi một con động vật nào đó. So it is dirty. Thế nên là cô nghĩ là nó bị bẩn. Ok, Hồng Anh giao tiếp rất là tốt đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài tập này nhá. Ok.
So can you see the letters in the balloon? Can you see the letter in the balloons? Yep. Yeah, very good. Okay, so look and answer the questions. Nhìn và trả lời các câu hỏi nhé. Thì tương ứng các câu 1, 2, 3. Ba câu đầu sẽ là các câu hỏi về cái máy tính. Ba câu sau sẽ là các câu hỏi về cái tất. Ba câu sau tiếp là về điện thoại. Và ba câu cuối cùng là về cái quần. Được chưa? Thì con sẽ phải, trước tiên thì con sẽ trả lời cho cô ba câu hỏi ở cái hình ảnh máy tính trước nhá, và sau đó cô sẽ chữa, và sau đó con sẽ làm tiếp và cô sẽ tiếp tục chữa, có hiểu không Hùng Anh? Đúng rồi, con sẽ trả lời ví dụ câu số 1 này, what is this? So what is this Hùng Anh? What is Computer. Xác, vậy thì mình sẽ điền từ computer vào chỗ trống, thấy chưa? Ok. Tương tự thì số 2 sẽ là Have you got a computer? Bạn có cái máy tính không? Và cái số 3 cũng sẽ là Is this computer big or small? Con đã hiểu chưa? Yeah. Ok, con điền vào chỗ trống danh từ của cái đồ của cái hình ảnh tương ứng thôi, được chưa? Nào làm cái một câu 1, câu 2, 3 tiếp theo cho cô. Làm đi Hồng Anh, nhanh nào cô chữa nào. Hồng Anh có hiểu để làm không con? Có. Làm đi con, làm nhanh nào. Làm tiếp câu 2, 3 đi. Ok, Hùng Anh bị nhầm mất rồi. Cái số 2 này. Are you wearing chấm chấm today? Wear là mặc. Thì câu này người ta muốn con vẫn là điền từ socks thôi. Được chưa? Bạn có đeo tất ngày hôm nay không? Và câu số 3. Are these socks long or short? Tất của bạn là dài hay ngắn? Nghĩa là con sẽ điền một cùng một từ thôi, hiểu không Hùng Anh? Hiểu không? Yeah. Nào. Con làm nốt đi, con làm ba cái câu tiếp theo xem nào, xem đã hiểu chưa nào. Ok, điền nốt đi con, nhanh lên con, lâu rồi. Số 2, số 3 thì con tương tự cứ điền từ telephone vào đi. Okay. What is this? A telephone. Chính xác rồi. So what color is this? Telephone. Is this phone old or new? Không cần telephone đâu, chỉ là cái phone thôi nhá. Phone thôi, được chưa? Bởi vì các chữ cái tập trung vào, không cần để ý anh. Nào, tập trung vào cô, kệ anh. Ở đây nó có chỉ có các chữ cái là Các chữ cái E, là E, O, S, A. Được chưa?
Thì con chỉ cần sắp xếp các chữ cái này thôi, vậy nó sẽ ra từ phone, không phải là từ telephone nhá, được chưa? Phone thôi, được chưa? Nào, tiếp tục nhá. Và cái này là what are these trousers, được chưa? Do you wear trousers and are these trousers? Ok. Nào, bây giờ con sẽ nhìn vào hình thứ nhất. Con trả lời cô nhá. So, have you got a computer, Hoàng Anh? Have you got a computer? Trả lời. Yep. Yes. Okay, so Yes, is this computer big or small? yep. Is this computer big or small? Trả lời cô. Oh, không để ý anh nữa. Không để ý anh nữa, tập trung vào. Okay, so is this computer, is your computer big or small? Đi. Nào trả lời đầy đủ. It is Is it big. Okay, very good. So, are you wearing socks today? Are you wearing socks today? Hồng Anh, are you wearing socks today? No. No, no, I'm not. Trả lời đầy đủ cho cô nha. Cô nhắc đến lần thứ hai rồi đấy. I'm not. No. Okay. So, okay. Con nhìn vào hình ảnh này. Are these socks long or short? Are these short? Are these socks long or short? Không ai nhìn vào hình ảnh trả lời. Just Short? No, I think it's long. Phải là dài chứ. Đây là tất dài mà. Trong hình ảnh là tất dài mà con. Long kiểu gì? À nhầm, short kiểu gì? Nào, bây giờ trả lời câu hỏi cho cô này. What color is this phone? What color is this phone? What color? red. Red. Very good. So, is this phone new or old or new? Is this phone old or new? Old, very good, chính xác. Yeah. So, do you wear trousers to school? Do you wear trousers to school? Yes. Yes. So, are these trousers clean or dirty? Are these trousers clean or dirty? Dirty. Đi. Okay, very good. Now, nói hẳn hoi nha. Okay, so what color is your phone, Hùng Anh? What color is your phone? I light purple. Purple? Okay, purple. Got it. Okay. I So mean light purple. what? Light purple. Okay, light purple. Okay, very good. Okay, so what color are your socks? What color are your socks? Is Nào, socks số nhiều thì phải là they are, chứ số tại sao thì phải là blue, nào light blue. blue. Okay, so what, where is your computer? Where is your computer? Where? It's on my study table. Very good. So do you like wearing trousers? Do you like wearing trousers? Yeah. Yeah. Okay, so where, who do you talk on your phone? Who do you talk two on your phone? Who? My mom. Your mom. Very good. So what do you like doing on your computer? What do you like doing on your computer? Playing Who do you, game. sorry, what do you like doing on your computer? Trả lời lại cô nghe nào. Trả lời lại cô nghe Hồng Anh.
What do you like to do? Làm sao? Con thích làm gì trên máy tính nào? Con trả lời đi, nhanh lên nào. Hùng Anh. Chơi. Chơi tiếng Anh là gì nào? Trả lời bằng tiếng Anh nào. Play. Playing games. Okay, very good. Nào, tiếp tục. Write the word under the picture. Trong cái bài tập này thì con sẽ phải chọn từ đúng để điền xuống bên dưới mỗi bức tranh. Có hiểu không ạ, Hùng Anh? Yeah. Okay. Ví dụ trong ô tô số 1, trong cái hình ảnh số 1 là một cái ô tô rất là sạch sẽ đúng không? Thế vậy ở đây sẽ chính là từ clean, có nghĩa là sạch. Con đã hiểu cách làm chưa? Con đã hiểu cách làm chưa? Ok, nào con làm nhanh cho cô nào. Làm đi, tập trung làm vào, không để ý bất cứ ai nhá. Tự mình làm, tập trung vào. Làm đi con. Con viết luôn trên màn hình cho cô. Đang làm đúng rồi đấy, làm nốt đi con. Làm nhanh lên con. Cái số 6 là một bà già đúng không? Thế vậy già trong tiếng Anh là gì? Con ghi vào. Làm nhanh lên, cô cho nốt 3 phút nữa.
Ok, nốt câu cuối đi. Ok, nó xong rồi. Ok, được rồi. Nào, cô chưa bài nhá. Câu số 1, hình ảnh số 1 này. Dirty, chính xác. Nào, old, chính xác. New, young, old, beautiful, ugly, short và long, chính xác, đúng rồi. Ok, nào bây giờ mình sẽ ôn tập lại phần mà cô đã dạy rồi. Cô hỏi Hồng Anh này, nguyên âm trong tiếng Anh gồm những âm nào? Nguyên âm trong tiếng Anh gồm những âm nào Hồng Anh? Từ A, từ O, từ I và từ Chữ gì? từ E và từ U. Ok, nguyên âm trong tiếng Anh gồm các âm A, E, I, O, U, các cái chữ không dấu trong từ uể oải ấy. Nhớ nhá, nó là âm chứ không phải là chữ đâu nhá. Âm, âm am, em, Ừ. i, âm om, u. Được chưa nào? Đó là các nguyên âm trong tiếng Anh. Một danh từ mà bắt đầu bằng một nguyên âm trong tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng danh từ số ít nhá, bắt đầu bằng một nguyên âm trong tiếng Anh. Vậy thì mình sẽ sử dụng hay là sử dụng ân? Không, anh trả lời cô. Sử dụng ơ hay sử dụng ân? Một danh từ số ít bắt đầu bằng một bắt đầu bằng một nguyên âm thì con sẽ sử dụng là ơ hay là ân đứng ở đầu cơ đầu từ đấy? Ơ hay ân nào? Anh. Chính xác, đúng rồi. Còn một danh từ số ít bắt đầu một phụ âm trong tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng là ơ nhá. Rất là tốt, đúng rồi đấy, tốt lắm. Ok, tiếp tục này, mình sẽ chuyển bài. Ok, so what animal can you see in this picture, Hùng Anh? What animal can you see in this picture? Trả lời cô. Yellow snake and Very the good. mouse. And the mouse. Okay, so where is the mouse? Where is the mouse? Is it on yellow snake? On a yellow snake. Very good. Chính xác. Đúng rồi. Ok, thì ở đây nó muốn nói là tính từ sẽ được sử dụng ở trước một danh từ, được chưa? Để thêm nghĩa vào cho danh từ. Ví dụ, John lives in a new house. Thì new ở đây có nghĩa là mới, bổ nghĩa cho cái từ danh từ ấy, là house là ngôi nhà, có nghĩa là John sống trong một ngôi nhà rất là mới. Hay là this is a beautiful dress. Đây là một cái váy rất là đẹp, được chưa? Ok, nào trước khi học tiếp thì Hồng Anh thoát ra vào lại cho cô.